Vào cổ của cây dừa của cái này. Đường mở ban cột chèn lên trên. Nện xuống cái nó lệch qua một bên đó.
Được cái gì? Bây giờ gớt xuống cột kèn quá hay. Tiếp tục cưa cây dừa chú không ơi. Cây dừa này thì cái gốc ở ngoài đường đi mà cái phần gần với phía trên ngọn cái nó ẹo vào phía trong cái hàng rào. Mấy cây dừa này thì trái nó nhỏ quá, với lại ngay đường đi nữa nên cưa bỏ sợ dừa khô nè, nó rụng rớt chúng người dân đi qua lại á. Bà con Hòa lên trên hồi nãy chứ đường dạt cái gốc mà dạt được hơn phân nữa, nói anh lên đi rồi em dạt. Cho quý vị xem nè, cái cây nó nghiêng ngược vào phía trong.
dừa ra để lót cái nền đường đi nè quý vị, cát không à. Để chút nữa cưa cái lóng cây nó không bị trúng cát. Trúng cát thì mau lục lưỡi cưa lắm. Trên đây nữa nè chú. Cây dừa thứ ba cũng là cây dừa cuối cùng trong cái khu vực ngay đây quý vị. Ba cây dừa, hai cây tràm bông vàng. Bác Tài nói là cái cây dừa này nè, nếu mà bà Năm cho thì bác Tài sẽ nhờ ba của Hoa lên lại lần nữa để cưa. Bây giờ bà Năm chưa chịu cưa. Với lại là ba của Hoa có chuyến đi lên đây nữa thì mới đi lên để cưa cây dừa đó quý vị. Chứ đi tự dưới nhà lên cũng hơi xa. Hoa đi đường tắt là 147 km, còn đi đường quốc lộ á là 180 mấy km lận. Ba con Hoa có xin phép bà Bảy để mở đường dây điện à. Cột vô cái mít nhỏ đằng kia đung.
cột thêm một sợi dây nữa. Có mấy chú đi làm về với lại bác ké phụ với bà con hoa cơ hạ nguyên thân cây dừa luôn. Bà con hoa tính cột thêm con dây để kéo nhưng mà có nhiều người cứ hỏi cột luôn à. Ồ, lên gốc cây dừa luôn. Hồi nãy giờ có lót mấy cái lóng cây dừa nè quý vị, để cho đừng bị xuống cát. Không bao giờ mà ngay cho bà con Hòa nói cái đường dây điện lại. Bà con Hòa cưa xong 3 cây dừa với lại 2 cây tràm bông vàng ở phía trước á. Xong rồi chú có nhờ bà con Hòa ra cưa giúp giùm cây tràm bông vàng đó. Cây này thì đang nghiêng vào cái hố ga hồi đó nè, nuôi heo ngay đó đó quý vị. Nhưng mà bây giờ thì hết nuôi heo rồi, làm nhà kho. Ở bên kia thì đất trống nhưng mà đất của người khác. Với lại là trồng mấy cây tràm bông vàng nhỏ rồi. Nếu mà bên kia thì không có cây tràm bông vàng thì mở lưới B40 có thể cưa ngã qua bên kia được. Lúc trước đốn cao su này mà ông chủ nhà này ông không có nhà, rồi khi giờ ông có nhà rồi là ta trồng ba cái keo lai chơi rồi, nhưng mà đốn qua bên đó là sập cây của ta hết, ta trồng lại cực. Bây giờ chịu khó leo lên mé mé cây cua chung rớt đó bên mình nào lọt cái ăn cũng được. Hả? Thơm luôn mũi đâu rồi đâu như chân chú kìa, lọt cái nó là chống trường sinh luôn. Thôi quá rồi á. Bên kia như chuồng nuôi con gì nữa. Ở đây hoa thấy nuôi nuôi bò nhiều. Tôi về mới đánh bếp bà. Bếp. Nhà bếp. Đón mò không? Không biết không có tội chứ được. Bà con Hoa cưa mấy cây dừa phía trước cũng trễ. Tới 2 giờ rưỡi gần 3 giờ mới cưa. Giờ là 5 giờ 50. Cưa cái này là chiều luôn. Nếu mà ở lại qua đêm nữa thì tốn chi phí nhiều lắm quý vị. Quý vị thấy nắng chiều có đẹp không? Nhìn cái cây trầm vàng nó nghiêng quá trời nghiêng. Thiếu,
Chứ đừng phải kiếm cây kì ghi à, chứ không phải. Không cầm nó vào không? Hết hơi kìa. Hơi thở cuối cùng rồi. Phút bù giờ không, biên cũng hết. Phút bù giờ cũng hết. Bù mấy phút chứ được. Cái này nó có cát, cái này cũng nguy hiểm như đó. Hồi trước nó có con cây cũng như vậy. Được cái cưa rồi đánh lên cái nắng cát á. Cái giờ bà lớn vậy nữa rồi. Cũng như vậy. Đưa nó đi nhiều, nó đi trong này, đi đó, 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 đi cao quá. Trời một trước nha nè. Bạn ngã bên đây, nhà bên đây cũng lạnh. Cái màu xanh. Mà mình thấy sao không ngã xuôi theo hai bên nhà. Có đường không? Không, bên kia nè. Qua được mẹ đâu gạo trời, cái chỗ này tới hàng gạo. Trời trời trời, cái đường đi lấy máy cưa cưa nhánh nha. Bỏ luôn vậy cả nhà. Chú Đồng ơi, dừng dây. Từ từ nó mới đè đó. Rồi. Quá trời kia. Chú đi ra kìa. Dây tràm này đang nghiêng vào trong cái nhà của bà. Nên bà con Hoa lên túc phía trên để cưa.
Cây này dặm móng leo mà dặm sát với nhau luôn. Qua bên kia được không? Điện qua thằng Hậu kia được không? Điện qua cho anh chủ nhà chạy qua đó đi. Nè ơi anh đây, qua này đang chỗ anh chấp chọi. Dạ. Đây nè. Chúng tôi đi nôm vô cái kho đó. Hết giấc. Ai vừa hết giấc. Hết giấc bình là còn kê hút. Còn cái giò con què né ra. Xuống chút nữa bà. Ủa
trên á, trên. Nó có bằng chắc gì chứ, hồi nó có đất nó bị xước da. Nãy giờ cưa mấy lóng dừa với cát dính cát nhiều quá nó lục quá rồi, mà máy cưa pin thì pin nó không đủ. Nãy giờ cưa cũng rất là nhiều cây. Tới giờ. Bởi vậy hồi nãy chú Đường nói là phút bù giờ mà còn vậy là nãy giờ hết pin rồi, còn máy cưa xăng thì nó lục lưỡi cưa đó quý vị. Còn dai vậy hả? Hết pin luôn. Ồ, ồ, cái cây nó đen thui luôn. Cái này tiền lục bình đẹp lắm nè. Ồ, đẹp nè. Nó cầm này văng dữ chạy. Công nó công chứ. Chạm. Văng gì đẹp hết trước nè. Hồi nãy mới thấy luôn á. Giống như da văng hổ rồi luôn. Đẹp ha. Này mà tiền lục bình là ra dân. Ừ. Trời, này mày gặp mấy thằng nó mua tiền lục bình là nó phái liền. Quá trời đẹp luôn nè quý vị. Đen thui luôn. Lỡ ra tới ngoài da luôn rồi. Còn có chút xíu nè. Ba con hoa cưa ở đây thì ba cây dừa, hai cây tràm bông vàng nhỏ, một cây tràm bông vàng cũng lớn lớn rồi quý vị. Chắc ở đây là thiếu đất ăn hay sao, với lại nước nên cây nó nhỏ nhỏ mà lỗi ra gần tới mà da luôn. Là ba cây dừa và ba cây tràm bông vàng,
Hoa của Hoa và chú Đường cũng đã cưa xong rồi. Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.